Kanye West ôm Irina Shayk ở hậu trường sâu diễn. Kanye West và Irina Shayk gặp lại nhau ở hậu trường buổi trình diễn thời trang Burberry thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang London 2022. Cặp sao dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật. Theo Yahoo.com, trong video đưa vô vui đăng tải ngày 26 tháng 9, hình ảnh rapper Kanye West ôm hôn người mẫu Irina Shayk được nhiều người chú ý. Cặp sao gặp lại nhau ở hậu trường buổi trình diễn thời trang Burberry thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang London 2022. Không chú ý đến máy quay, Kanye West và Irina Shayk thoải mái trao nhau những cử chỉ thân mật. Người mẫu xứ Nga cười sảng khoái với nam rapper, sau đó chuyển sang trò chuyện cùng Bella Hadid, Stella Maxwell, Erykah Badu và giám đốc sáng tạo Ricardo Tisci. Irina Shayk cũng tham gia trình diễn trên sân khấu của Burberry. Cô mặc chiếc váy nhung đen, kết hợp găng tay lưới. Đây là lần gặp lại nhau sau một năm kể từ ngày Kanye West và Irina Shayk vướng tình hẹn hò. Chồng cũ Kim Kardashian và Shayk có mối tình chóng vánh chỉ 2 tháng. Tuy nhiên sau chia tay, họ giữ mối quan hệ tốt đẹp. Trước đó, khi trò chuyện với Hi Nobody, Shayk tránh việc nhắc tới tên Kanye West khi được hỏi về chuyện tình cảm. Rồi sau này, một người khác sẽ vướng tình yêu tôi. Hãy nhìn xem, luôn có ai đó được gắn ghép với tôi. Nhưng về chuyện đời tư, tôi xin phép giữ cho riêng mình, cô nói. Mới đây, truyền thông thế giới đưa tin Irina Shayk đang trong mối quan hệ với Bradley Cooper, chồng cũ của cô. Về phía West, có thông tin cho rằng nam rapper đang hẹn hò siêu mẫu nội y Candice Swanepoel khi cả hai được bắt gặp đi chơi riêng ở Mỹ và Anh.